chào mọi người, hiện tại thì mình đang đứng ở Costco ở bang Melbourne và mình đang đứng sau lưng mình là nấm và dâu của DG. DG and I, ở đây là size lớn, ở trong Costco họ có cái size là 100g. Cái dâu này thì họ sấy giòn rất là ngon, ăn mình thấy nó hơi chua chua ngọt ngọt, rất là đúng vị dâu và nó không, hầu như là nó giữ được hoàn toàn cái vị của dâu nên rất là ngon luôn mọi người. Rất là ngon. Đó, mọi người có thể nhìn thấy phần dâu nó như vậy. Còn mình để mình đi qua bên kia mình sẽ cho mọi người nhìn thấy nấm và một số sản phẩm khác. Và đây là cái sản phẩm về rau củ quả sấy. Rau củ quả sấy giòn. Sấy giòn và mình có thể ăn chơi ở trong này, nó có một ít sốt. Đây là sản phẩm không có bột ngọt nha mọi người. Nên GMO luôn. 100% là natural. Ngoài ra thì ở đây còn có một loại nấm mà cũng rất là nhiều người biết đến rồi, tại vì năm ngoái bên Quà Tặng Mè đã bán cái sản phẩm này rồi. Và nấm ở đây là 100g, 150g, size nấm lớn là 150g. Sản phẩm này thì khá là nổi tiếng ở Việt Nam bởi vì ăn nó như chip ấy, ăn nó hơi mềm mặn một chút và hơi giòn giòn, ăn chơi cũng được hay là trong những bữa tiệc cũng được, hoặc là chỉ đơn giản là một mình ăn thôi. Ngoài ra thì hôm nay mình còn nhìn thấy ở đây là một sản phẩm cũng là dâu, nhưng mà ở ngoài người ta bọc sô cô la, dâu sấy giòn và ngoài họ bọc sô cô la. Mình cũng rất là hấp dẫn, mình sẽ mua về test thử xem nó như thế nào. Nếu mà nó phù hợp với cái khẩu vị của người Việt Nam thì mình có thể nhập khẩu cái sản phẩm này về cho mọi người cùng thử. Ngoài thương hiệu DG&A thì còn rất là nhiều thương hiệu khác. Đó, ở đây có cái sản phẩm này, nó cũng là sấy giòn và mix rất là nhiều loại trái cây. Trong này có chuối, xoài, mít, thơm, rất là nhiều sản phẩm được mix, sấy giòn và mix trong cái túi này. Mình cũng sẽ test thử xem là cái chất lượng của tất cả các hãng ở đây thì nó như thế nào. Rồi, rất hy vọng là những cái clip review về cái Costco ở Úc thì sẽ cho mọi người thêm cái thông tin để mọi người có thể tham khảo, hoặc là có thể nếu có đi du lịch qua Úc thì có thể ghé những nơi này để mua những cái sản phẩm mà cần thiết, hoặc là về tặng cho gia đình. Những cái sản phẩm này nếu như mình đã biết cái thông tin trước khi mình đi mua thì sẽ rất là tốt, và mình sẽ lựa chọn đúng cái sản phẩm mình cần và nó ngon như thế nào. Đó.